Thưa quý vị, từ xưa đến nay, quan điểm của nhiều người về việc lựa chọn áo chống nắng là càng dày càng tốt, mà chưa hiểu rõ rằng không phải áo chống nắng nào cũng có khả năng chống lại tia UV để bảo vệ làn da trước tác hại của tia cực tím. Nhất là khi thị trường thời trang chống nắng đang dần trở nên phổ biến hơn. Vậy cần lưu ý gì khi lựa chọn thời trang chống nắng đảm bảo chất lượng và thời trang? Hãy cùng theo dõi phóng sự Góc nhìn người tiêu dùng ngay sau đây. Việc ra đường vào mùa hè dường như đã trở thành nỗi ám ảnh không chỉ với các chị em phụ nữ cánh mày râu mà còn cả ở người già và trẻ nhỏ. Để khắc phục tình trạng trên, mỗi người đều có cho mình những biện pháp khác nhau để tránh nắng. Theo mình thì áo chống nắng chỉ cần có để mặc thôi, còn loại nào thì cũng được. Vào mùa hè thì ánh nắng nó rất là làm hại cho da, cho nên là khi ra đường thì tôi hay sử dụng các cái đồ bảo hộ. Thì khi sử dụng áo chống nắng thì tôi nghĩ là cái sản phẩm áo chống nắng càng dày thì càng bảo vệ tốt cho da. Hiện nay, đa số người sử dụng áo chống nắng chỉ chú trọng vào yếu tố chu kín người mà lại quên hoặc chưa quan tâm tới chất liệu vải chống nắng. Điều này sẽ không ngăn cản được tia cực tím, vốn là yếu tố chính dẫn tới nhiều bệnh lý. UVA là một cái tia tử ngoại mà có thể xuyên sâu và nó lưu hành tất cả trong năm, kể cả nắng và mùa đông. UVA thì nó lại xuyên sâu hơn, cho nên gây một cái tổn thương sâu hơn tận dưới trung bì, thậm chí sâu hơn nữa. Và có thể gây lão hóa da và một số tổn thương khác sâu trong da. Chuyên gia cũng cho biết thêm, áo chống nắng không nhất thiết phải dày hay là nhiều lớp. Nếu áo được may bằng vải có công nghệ chống nắng, thì chỉ cần áo mỏng cũng chống được tia UV rất tốt. Giống như việc thoa một lớp kem chống nắng mỏng lên da vậy, sẽ chống được tia UV hiệu quả. Ngoài ra, áo mỏng sẽ mang lại cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng hơn các loại áo dày. Lựa chọn cái áo chống nắng như thế nào thì một điều mà chúng ta cần phải hiểu để chọn được cho mình cái sản phẩm tốt nhất và đảm bảo. Thứ nhất là những sản phẩm đó phải được chứng nhận của các cơ quan kiểm định, đảm bảo chất lượng. Trong đó thì thông thường những cái sản phẩm này có những cái giấy chứng nhận của các cơ quan thẩm quyền. Thứ hai nữa, về mặt chọn lựa thì chất liệu, thì chúng ta thấy rằng là những chất liệu mà sợi tổng hợp thì hiệu quả hơn là những sợi bông. Thứ hai nữa là sợi phải dệt một cách rất là bền chặt và chắc chắn, không bị co giãn quá nhiều, bởi vì độ co giãn như vậy nó bị xuyên thấu qua cái tia UV qua mất. Thứ hai nữa là cái áo chống nắng đó phải đảm bảo một số tiêu chí khác, thì trong cái đó sản phẩm chúng ta phải chọn những cái chỉ số UVS đã chứng nhận là nếu như là trên 25 thì là rất tốt, và nếu như là được 50 cộng thì là tuyệt vời. Đó là cái chỉ số mà chúng ta cần phải quan tâm khi chọn lựa sản phẩm này. Để đảm bảo an toàn trong việc chống nắng, ngoài yếu tố thời trang, người tiêu dùng nên chọn các sản phẩm đạt tiêu chuẩn UPF 50+, hệ số đảm bảo chống tia UV của ngành dệt may đã được các cơ quan nghiên cứu bức xạ và an toàn sức khỏe đưa ra, có khả năng chống được tia UV. Tôi có tìm hiểu về rất nhiều dòng sản phẩm áo chống nắng và sau đó đã quyết định lựa chọn sử dụng áo chống nắng mang thương hiệu La Roma. Sản phẩm thì có khả năng chống nắng UPF 50+, thế nên là chống nắng rất là hiệu quả. Và khi mặc vào thì cảm giác rất là thoải mái, dễ chịu, co giãn rất là tốt. Và đặc biệt là có thể khử mùi, lưu lại mùi hương rất là lâu. Thế nên là tôi cảm thấy rất hài lòng về sản phẩm. Là công ty chuyên về các sản phẩm thời trang, tính năng lên sản phẩm áo chống nắng của La Roma được đầu tư rất kỹ lưỡng. Áo được may từ sợi thể thao Cunea, cùng công nghệ nano bạc khử khuẩn, giúp áo chống tia tử ngoại đạt chuẩn UPF 50+, là chuẩn chống nắng cao nhất theo tiêu chuẩn quốc tế, đã được Viện Dệt May Việt Nam kiểm định. Ngoài ra, áo còn có tác dụng thông thoáng và khử mùi hôi rất tốt. Với thiết kế theo phong cách thể thao, giống như một chiếc áo khoác đa dụng mặc đi làm, đi học, đi chơi, đi du lịch đều đẹp. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại áo chống nắng. Người mua rất dễ mua nhầm áo kém chất lượng, giả, nhái các thương hiệu nổi tiếng. Để đảm bảo chọn đúng sản phẩm đạt chuẩn, tránh tiền mất tật mang, mua nhầm áo chống nắng nhưng không có tác dụng chống nắng, người tiêu dùng cần tìm hiểu rõ về thương hiệu, phải có giấy kiểm định chống tia tử ngoại, tem chống hàng giả và nhãn mác riêng trên từng sản phẩm.